Đừng để đi tôi chương trình, chúng ta cũng sẽ dành một tràng pháo tay thật là lớn để chào đón một đôi nghệ sĩ vừa ai ấy trên sân khấu mà rất hiểu nhau ngoài đời, và hai anh chị xuất thân đến từ nhà hát cải lương Trần Vũ Trang. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cùng chào đón đôi song ca nghệ sĩ ưu tú Lê Tấn, nghệ sĩ Hà Như. Dạ. Dạ, con anh giỏi ạ. À. Lần đầu tiên hai cô Lê Tước và Như kinh gần đến quý ông bà cô bác anh các chị đến với chương trình văn nghệ tối hôm nay cũng là hai con xin kính chúc bà con được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài. Để tiếp tục chương trình thì hai con sẽ gửi đến cho tất cả quý vị một lớp điệu hộ được trích đoạn trong một bài cải lương rất nổi tiếng của cô Phật giả Y Lan, trích đoạn mang tên Phó Hồng Tiền Bước Em Đi Tức Máu Dũng Sơn Trường. Xin mời bà con cùng chúng tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
kết thúc chương trình nghệ thuật như tươi và hạnh phúc. Ngày hẹn gặp lại ngày mai chắc chúng con sẽ phục vụ nữa. Dạ, cảm ơn má, má hối là hai chúc hai đứa vào đám cưới. Dạ, chúc cô vào đám cưới. Sao đám cưới thì dạ. Dạ, tôi cảm ơn má. Dạ, xin cảm ơn tiếng hát rất là ngọt ngào của hai anh chị và nó là rất là ăn ý, thấy không ạ? Xin cảm ơn.